Theo tục lệ dân gian từ xưa đến nay, thì cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, mọi người sẽ thả cá chép xuống sông Hồ với ngụ ý cá hóa rồng để đưa ông Táo về trời trình báo chuyện bếp núc, cũng như mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng, cầu mong cho gia đình được nhiều may mắn, bình an trong năm tới. Chùa Diệu Pháp tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà nhiều người chọn đến trong dịp quan trọng này. Cũng không biết hồi xưa thì chỉ có mua cá là thả thôi. Rồi xong rồi cái người lớn tuổi người ta dặn là thôi mình tập kinh cho mấy bạn này, nói chung là được sanh sôi nảy nở cho môi trường sống nó phát triển thêm. Thì cũng giống ông bà mình, phóng sanh là chuyện tốt. Thì cũng cầu mong cho mọi người trên toàn thể đất nước mình nó được bình an vô sự, vậy thôi một năm được an yên. Không chỉ cá chép mà nhiều người còn phóng sinh các loài cá khác và cả loài chim để tích thêm công đức cho mình và gia đình. Trước khi phóng sinh, mọi người sẽ phải thành tâm cúng vái, đọc kinh thắp nhang trước Phật để cầu mong những ước muốn của mình. Việc phóng sinh trong ngày cúng ông Táo được xem là nét đẹp văn hóa, thể hiện sự từ bi quý báu của người Việt. Pháp đạo phát ly, tham dục quý sanh tử, nay xin quý vị đồng bằng. Để tránh cho cá sau khi vừa được phóng sinh thì bị bắt lại, nên nhiều người đã thuê ghe ra giữa sông để phóng sinh tránh sự việc đáng tiếc này. Thì trên sông tức là nước sâu, tiếp thứ hai là cá nó mạnh hơn. Trong bờ thì sẽ có người chích điện đi việc cá cho nên phải thả dưới sông. Vậy thôi. Thường thường là ngày ông Táo là trồng cá chép. Thế nên sống vào đời mà có cái tâm là hơn hết. Năm mới thì chúc mọi người cũng như là sức khỏe rồi công việc thuận lợi hơn, cầu cho dịch bệnh cũng qua đi để cho mọi người được may mắn, công việc làm ăn suôn sẻ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.